xếp hàng lấy số tự động, sử dụng căn cước công dân hoặc ứng dụng VSSID thay cho bảo hiểm y tế giấy. Không cần mang sổ bệnh án những lần khám trước, không cần chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm trong quá trình thăm khám. Thanh toán không dùng tiền mặt là những lợi ích mà người bệnh được hưởng khi đến khám chữa bệnh tại trung tâm y tế Móng Cái. Thấy cái tinh thần phục vụ và cái cải tiến số thấy rất thuận lợi và nhanh chóng, thủ tục về nhanh gọn, không phải mang các cái giấy tờ nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ làm việc rất là hiệu quả, rất nhanh. Để triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái đã đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng trang thiết bị y tế đồng bộ, liên thông, đồng thời tập huấn khai thác, sử dụng cho toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế. Người làm trực tiếp như chúng tôi thì như các bác sĩ và điều dưỡng thì có thể tra cứu các cái thông tin bệnh nhân trên tại giường bệnh thông qua app điện thoại và có thể ra các y lệnh dịch vụ ngay trực tiếp trên giường bệnh. Và một điều rất là tuyệt vời khi thực hiện triển khai bệnh án điện tử đó là chúng tôi không còn mất quá nhiều thời gian vào các cái thủ tục hành chính, các cái giấy tờ công việc chân tay mà sẽ dành được rất là nhiều thời gian để có thể chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm để hoàn thiện, để đáp ứng đầy đủ nhất bệnh án điện tử. Mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, giảm thủ tục và phiền hà và công khai minh bạch để cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Như vậy, Quảng Ninh đã có 7 đơn vị y tế triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, khẳng định nỗ lực của các đơn vị cũng như ngành y tế trong công cuộc chuyển đổi số. Từ nay tới năm 2025, Quảng Ninh quyết tâm triển khai bệnh án điện tử tại 100% đơn vị y tế. Đối với các đơn vị nhỏ, mặc dù đã có lộ trình, nhưng chúng tôi xác định là cần phải có sự hỗ trợ rất nhiều từ phía ngân sách của tỉnh. Vì đây là những cái đơn vị có nguồn thu thấp, nhưng mà để đầu tư đồng bộ thì đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn, thì cần phải tiếp tục quan tâm hơn nữa trong thời gian tới. Khi cái dữ liệu của nền tảng hệ thống phần mềm và hệ thống dữ liệu của Viettel hoàn chỉnh, thì không riêng gì một đơn vị mà tất cả các đơn vị y tế trong ngành đều được tích hợp chung vào cái kho dữ liệu của Sở Y tế đặt tại trung tâm dữ liệu của tỉnh. Và như vậy thì toàn bộ dữ liệu của các đơn vị trong toàn ngành sẽ được khai thác tập trung và được quản lý, vận hành, sử dụng một cách rất là hiệu quả. Ngoài bệnh án điện tử, tích cực chuyển đổi số, hiện 100% bệnh viện, trạm y tế, phòng khám trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh trực tuyến. 100% đã kết nối liên thông dữ liệu với Cổng Giám định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, khởi tạo cập nhật dữ liệu ban đầu cho gần 1,39 triệu người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Quảng Ninh.